Một trong những cái điều rất là tuyệt vời trong cái rào cản về con người đó là phần lớn là chúng ta làm việc cá nhân thì tốt, mà cái tinh thần làm việc theo đội nhóm thì chúng ta không được thoải mái lắm. Tuy nhiên có một cái câu nói mà có lẽ các bạn hay nghe, là người ta nói là đi một mình đi nhanh, nhưng mà đi muốn đi xa thì phải đi nhiều mình. Riêng mà trong những năm tháng thì mình lại có một cái câu nói khác mình cảm nghiệm hơn. Mình thấy là muốn đi nhanh là phải tìm ông thầy, muốn đi xa là phải tìm đội nhóm, bạn bè rồi, hoặc là tất cả đồng đội đó, chúng ta phải có đội nhóm. Mà muốn đi cao là phải có thêm đối thủ nữa. Tại sao có đối thủ? Tại vì hai người cạnh tranh nhau á, các bạn nhung ra điều nào nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được những cái đỉnh tuyệt vời hơn. Ai mà xem bóng đá, các bạn biết cầu thủ Ronaldo với cầu thủ Messi, có hai người đó nữa, cả hai người họ con họ đều giỏi, họ đi cao hơn, họ đi sâu hơn. Vậy thì cái tinh thần đội nhóm này nó nói đến cái gì ? Phần lớn là chúng ta đặc biệt là khi mà chúng ta giỏi về chuyên môn, chúng ta hay tự tôi cái chuyên môn của chúng ta nó lớn, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm được tất cả mọi thứ, nên chúng ta cứ làm một mình cái gì chúng ta cũng làm một mình chúng ta nghĩ là chúng ta làm được hết. Hoặc là những người mà cái khả năng hợp tác nó thấp mình luôn cho mình hiểu nhiều biết nhiều họ một cái từ đại diện khác mà chúng ta nói là cái tôi nó lớn thì những cái người đó là họ luôn làm việc một mình. Và một cái kinh nghiệm trong cuộc sống của mình phát hiện ra là những người mà có cái tôi lớn là những người mà hiểu thấp, hiểu thức kiến thức không có thực nhiều sự nhiều, kiến thức ít, kiến thức hẹp. Cái rào cản bên trong đó, gọi là cái vốn sống bên trong đó, những con người đó nói đó, nên họ cứ khư cái của họ nó đúng, cái tôi nó đúng, tức là họ hay cãi cái quan điểm. Mà chúng ta để thành công trong cuộc sống, chúng ta phải hướng từ cái tôi, cái riêng của mình, chúng ta phải hướng tới cái ta, cái chúng ta, cái mà cùng nhau cùng làm, cùng nhau cùng làm. Vì sao vậy? Khi chúng ta cứ cùng nhau cùng làm chúng ta phát huy được cái thế mạnh của từng người, bởi vì chúng ta không thể làm hết được. Dù các bạn làm hết được, các bạn làm nó lâu lắm. Nhiều người thì chúng ta mới làm nhanh được, ít người nó làm nó lâu lắm. Các bạn hình dung ra điều này nè. Một cái quán, bạn mở một cái quán cà phê ra thì một mình bạn, nếu mà một mình bạn, bạn vừa nấu bếp rồi bạn vừa ra phục vụ, vừa ra bên ngoài nữa, thì một ngày bạn bán được mấy tô? Mà bạn có bán được nhiều đi thì bạn mệt mất tiêu rồi. Nhưng mà chúng ta biết làm việc đội nhóm, cái người nấu bếp là chỉ việc nấu bếp, người bưng bê là bưng bê, người rửa chén là rửa chén, các bạn kết hợp đội nhóm lại và làm việc rất là dung hòa với nhau. Phần việc thì một ngày chúng ta phục vụ cả trăm khách, vài trăm khách, chúng ta vẫn cứ làm tốt và chúng ta vẫn duy trì làm việc ngày này qua ngày nọ. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì một trong những cái tố chất để chúng ta ra chúng ta làm kinh doanh là chúng ta phải làm việc với đội nhóm, chúng ta phải có khả năng, người ta gọi là kỹ năng làm việc với con người kỹ năng làm việc với con người. Cái năng lực kinh doanh là bạn biết kinh doanh, nhưng mà năng lực lãnh đạo đó là cái khả năng làm việc với con người. Điều đó đồng nghĩa nó là gì Điều đó đồng nghĩa rằng là chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần ra là một chút xíu thôi là chúng ta đã cần có nhân viên đội nhóm, và chúng ta phải biết cách làm việc đội nhóm. Nó không có nghĩa là tao bảo mày phải nghe, nó không phải vậy, mà trách nhiệm của từng người, trách nhiệm công việc của từng người, và ai phải luôn hoàn thành trách cái công việc của mình. Không có nghĩa là người lãnh đạo là được quyền la nhân viên, cái cách của chúng ta làm việc theo cái kiểu đó nó không có phải. Thằng nhân viên nó cũng được quyền nói người lãnh đạo rằng là nếu mà người lãnh đạo nó làm không tốt và người lãnh đạo đó cứ xí vào. Bây giờ mình ví dụ mình kể bạn một cái câu chuyện là để các bạn hờn vô. Có một bạn sau khi khởi nghiệp một thời gian và thành công, công ty bạn lớn mạnh và bạn mướn một người CEO nước ngoài và giao cho người CEO đó làm việc những cái công việc rất là rõ ràng. Những cái người CEO đó dạy cho bạn những cái công việc nó rất là tuyệt vời. Khi mà người bạn đó vô thì bạn mới phát hiện ra rằng cái công ty của bạn này là cái bản mô tả công việc của từng người nó không có rõ ràng. Cái người CEO đó họ phân vùng từng công việc rất là rõ ràng của từng người, và họ ngồi họ làm việc của từng người để ra cái bản cấu trúc rất là rõ ràng để mà chúng ta phối hợp với nhau, chứ không rõ ràng là ngồi cái cãi lộn nhau, chân nó dậm lên nhau, các bạn hình dung ra không? Sau khi rõ ràng rồi, bạn chủ này thống nhất được hết rồi,
Thì hôm đó có một cái công việc nó nhờ như vậy. Cái công việc đó là cái trách nhiệm của người CEO. Mà cái bạn chủ này cứ xíu vào. Cái người CEO kêu cái người chủ đó ra, nói nó rằng: mày hãy về mày làm tốt cái công việc làm chủ của mày. Việc này là việc của tao, mày không được xíu vào. Mày hãy làm tốt cái công việc của mày đi. Các bạn như mà họ nói một cái câu mà nó vô cùng hay. Bản thân mình cũng ngộ ra: anh làm tốt cái vai trò làm chủ đi. Nó làm CEO thì để vai trò làm việc CEO. Cái đứa nó làm kế toán thì nó đang làm việc kế toán, mình cứ xí xí vô làm gì, làm sao nó làm được việc. Các bạn hiểu cái tinh thần làm việc đội nhóm mà. Tức là mỗi người họ đảm nhận một cái vị trí và họ đang làm rất tốt cái vị trí đó. Chúng ta hãy làm tốt cái vị trí. Đôi khi chúng ta làm chủ tốt chưa? Chúng ta chưa làm chủ tốt, chúng ta làm lãnh lãnh đạo tốt chưa? Thì cứ đi vị trí cũng xí vô đó, làm sao người khác làm được. Giao cho người ta tin tưởng rồi thì hãy chờ cái công việc ra. Nếu không hiệu quả thì phải ngồi bàn nhau, cái gì nó không hiệu quả, tại sao làm chưa được. Người ta đang làm cứ xí xí vô sao làm việc. Có nhiều người thì cũng có đội nhóm, nhưng mà thực sự nó chả phải đội nhóm. Các bạn trong đây này, cái việc gì cũng xí vô, ý mình làm chủ, ý mình là làm sếp, cái gì mình cũng xí vô làm phá vỡ cái đội nhóm đó. Chẳng qua là một nhóm bùi nhùi ngồi lại thôi, chứ nó không phải là cái đội nhóm. Nó là chúng ta cần phải học cái cách đó. Ba cây chùm lại nên hòn núi cao mà. Ông bà ta đã nghiệm ra được cái câu nói đó rồi. Vậy thì các bạn biết là bất kỳ trong một cái công ty nào, các bạn cũng hiểu ra rằng là mình đang nói tới một cái ý tưởng đội nhóm theo một cái góc độ khác. Đội nhóm không phải đi tìm những người mà mình thích, mà đội nhóm là chúng ta có khả năng làm việc với những con người mà cái tính cách họ chả hợp gì với ta, nhưng mà vì mục tiêu công việc. Ví dụ như có người cái tính rất là năng nổ, mình ví dụ như cái người có tính rất là năng nổ, họ gặp ai là họ cũng hoạt bát, họ nói chuyện họ rất là nhộn nhịp, và dĩ nhiên những con người đó họ cũng thích những con người giống như họ. Và thế là chúng ta hợp nhau một nhóm, chúng ta đi chơi cả nhóm đều vui. Cái đó thì chỉ hợp đi chơi thôi, còn công việc là không được. Cái người mà có tính hoạt bát hay đi ra ngoài á, các bạn nhận ra điều này chưa, thì họ kết nối được rất là dễ. Nhưng mà các bạn thấy có những cái con người các bạn không, các bạn thấy vô công ty họ rất là trầm, họ ngồi một chỗ suốt ngày, họ xem trên cái bảng tính, mắt họ lúc nào cũng đeo kính cận. Các bạn hình dung cái dạng người đó không? Họ im, họ ít nói lắm, mà họ lúc nào cũng đom chiêu. Rồi những cái con người đó các bạn biết, họ ngại đi ra ngoài lắm, họ ngại đi giao tiếp lắm. Nhưng mà các bạn biết họ giỏi cái gì không? Trời ơi, tính toán số liệu bảng kê họ cực giỏi, họ làm đâu đó răm răm. Còn cái thằng mà đi ra ngoài các bạn thấy nó lỡ lội á, nó đi ra ngoài pháp chứ về mà kêu nó làm cái bản tính nó làm sai muốn chết luôn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì trong đội nhóm của chúng ta đã là đội nhóm thì chúng ta phải chấp nhận những cái con người đó. Con người này họ rất là mạnh tính toán, thì bạn là người năng động hay đi ra ngoài thì bạn phải chấp nhận con người. Mà cái người tính toán thì họ bắt bẻ bạn lắm. Bạn mà đi ra ngoài về là bắt đầu họ bắt bẻ, họ nói là chi phí này chi cho gì, giấy tờ chứng từ đâu. Họ rất là rõ ràng thì bạn không có thích, bạn không hiểu ra điều này chứ. Cái người có tính cách bạn thì không có cái gì là rõ ràng hết á. Nhưng mà trong đội nhóm thì mọi thứ nó phải rõ ràng. Mỗi người có một cái tính cách mà. Và chúng ta phải hiểu rằng là những con người tính cách, những cái người năng nổ đó thì giao cho nó làm bộ phận marketing. Các bạn không ra điều này chưa? Những cái thằng tính toán là nó phải đảm đưa về cái việc tài chính kế toán. Con người đó nó rất là khó chịu, chơi nó khó chịu nhưng mà nó rất là lợi hại. Bởi vì một cái hợp đồng mà không có cái con người đó, họ xem vô bạn ghi chặt một số lượng bạn sàn nghiệp liền. Có những cái con người, các bạn không? Có những con người khác nữa là họ rất là hài hòa, họ rất là nhẹ nhàng, họ kết nối rất là tốt. Những con người đó họ làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng, ai nói gì họ cũng cười, hỏi họ nói nhẹ lắm. Các bạn hiểu ý của mình chưa? Tức là chúng ta còn có những con người họ rất là máu lửa. Thôi được rồi, làm đi, thắng đi, nhất quyết phải làm được. Những con người họ vô cùng mạnh mẽ, những người đó gọi là những người dám đưa đầu. Thì trong đội nhóm của chúng ta, để mà thành công, chúng ta phải có bốn con người đó luôn cả các bạn. Mỗi người một tính, tính tắc, nhưng mà họ mạnh ở một điểm. Và chỉ có những cái con người đó mà giao dự án mới cho họ, dự án mới là phải có những con người mạnh mẽ, họ sẵn sàng họ thắng, động tay vào. Rồi loan báo ra bên ngoài, truyền thông ra ngoài là cái thằng năng nổ mà hồi nãy mình nói đó. Mà muốn kiểm tra
chỉ số số liệu tài chính là cái thằng gì, cái thằng mà ngồi một chỗ đó, các bạn chúng ta điều này cho nó luôn lò mò những con số đó. Và cái người mà luôn support tinh thần anh em đi tới lui mua đồ ăn cho anh em là cái thằng mà nó luôn hiền hành, nó luôn kết nối, cái thằng mà làm việc chăm chăm sóc đàn. Ý ở đây mình đang nói với các bạn góc độ là các bạn phải cần có một cái con mắt nhìn đội nhóm, với một cái góc độ là không phải làm việc với những người mình thích, mà làm việc với những người mà thậm chí cái tính cách và hành vi họ nó hoàn toàn nó khác mình, nhưng đó là đội nhóm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.